và Naomi đã cải tạo 10.000 giờ trong một năm đầu tư thực sự vào auction và đã làm được một cái thành quả là sau 6 tháng thì cả cái team up, không phải, tất nhiên là không phải một mình Naomi rồi, cả đội của Naomi, công ty của Naomi thì được cái lợi nhuận là 150.000 trong vòng 6 tháng. Xin chào các anh chị và welcome back to Naomi UK Official. Cảm ơn mọi người đã xem video của Naomi và hôm nay Naomi chia sẻ với mọi người một cái topic cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ hay với trải nghiệm của Naomi, với gần như một năm trải nghiệm của Naomi. Có rất là nhiều người hỏi Naomi rằng là muốn mua nhà auction hay còn gọi là đấu giá đó thì có những cái thuận lợi và khó khăn gì, và có thể chia sẻ cho mọi người cái tip được không? Vì mọi người nhìn thấy Naomi suốt ngày đi miết à? Thế một thả tuần nào cũng đi auction à? Nên là mọi người hỏi Naomi đúng không ạ? Dạ vâng, để thành công trong bất cứ một lĩnh vực gì đấy thì chúng ta cần dùng ít nhất là 10.000 giờ. 10.000 giờ anh ạ, không, anh chị ạ, không ít đâu. Và Naomi đã cảnh tạo 10.000 giờ trong một năm đầu tư thực sự vào auction và đã đạt được một cái thành quả là sau 6 tháng thì cả cái team up, không phải, tất nhiên là không phải một mình Naomi rồi, cả đội của Naomi, công ty của Naomi thì được cái lợi nhuận là 150.000 trong vòng 6 tháng trong đầu tư invest cái nhà từ đầu đến cuối trong vòng 6 tháng và khi bán nó đi. Đó, thì mọi người biết rằng là mua nhà auction thì đa số là mọi người sẽ mua những cái nhà nó cũ, những cái nhà nó không được gọi là không được đẹp á, thì người ta mới bán trên auction. Đấy, nên chính vì vậy là mình phải có nghiên cứu thực sự để mình mua. Thì thực chất là cái thuận lợi của như mua nhà auction là rất là nhanh. Thứ hai nữa là nó rất là tin tưởng, mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng được mua nhà với auction, không lo lắng gì vấn đề gì cả. Thì Naomi hay dùng cái website đó là OSOP, cái công ty là OSOP. Naomi sẽ để đường link ở dưới OSOP cho mọi người để mọi người click vào nếu mọi người muốn thực sự muốn đi xem nhà auction ở Anh. Đó, thì vấn đề thứ hai ạ, nhưng mà cái vấn đề không thuận lợi của nó là rất là nhiều thời gian. Gần như một năm nghiên cứu, trong đó 6 tháng hoàn thành, 6 tháng complete để được cái lợi nhuận đặt ra, coi như đấy là một cái công việc full time của mình. Cái thứ ba là khi mọi người mua nhà auction thì mọi người phải chuẩn bị tài chính. Vì mọi người khi mọi người đặt cọc rồi, mọi người không xoay sở được tiền sau thời gian đó thì bạn sẽ mất cái đặt cọc này. Trước khi vào auction thì Naomi, kinh nghiệm của Naomi là phải nghiên cứu thực sự. Đó, các anh chị bây giờ lên cái website là OSOP. Đấy, có rất là nhiều công ty auction nhưng mà Naomi hay đến cái công ty đó, thì để đường link ở dưới các anh chị nhá. Đấy, thì các anh chị có thể Google tất cả cái lot của họ và mình có thể đọc xem cái này nó hợp lý với mình. Đó, nghiên cứu, sau đó anh chị đã thích cái property đó rồi thì đặt lịch viewing. Đặt lịch view, cố gắng là view trước khi bắt đầu bidding thì view 1 đến 2 lần. Naomi thường view ít nhất là 2 lần trước khi mình vào bid. Đó, khi vào bid là vào cái thời gian đó là các anh chị phải chuẩn bị gần như là đi thi exam ạ, là phải chuẩn bị thật sự kỹ, tại vì á nó là đồng tiền, nó có thể đi rất bất cứ lúc nào. Mình phải nghiên cứu về cái vấn đề survey, mình sẽ có thuê, Naomi thường thuê cả survey, cả luật sư để tất cả mình hiểu về cái luật pháp về cái ngôi nhà đấy. Cái team Naomi có luật sư in-house của Naomi rồi và surveyor của mình rồi, thì mình nghiên cứu thực sự là có lên được hay không. Và sau khi đó thì mình phải sửa chữa lại nữa, thì có một cái team gọi là building, cái team builder của mình để xem cái giá trị, nếu mà mình muốn sửa chữa thì họ phải báo giá cho mình là bao nhiêu tiền. Đấy, để thì mình cảm thấy có lời hay không. Như là Naomi đã khi mà biết được cái giá chính xác, cái biết của Naomi, cái property của Naomi là giá của nó là 150. Naomi phải biết đến tận 300, nó gấp 2 lần cả anh chị ạ. Nhưng mà sau đó Naomi đã gọi ở bên sửa chữa thì maximum sửa chữa là hết 100.000. Đó là cộng với là độ 400.000 và Naomi bán được 550.000, nghĩa là mình lời được 150.000 sau khi mình bán ra thị trường. Đó, thời gian đấy là 2 năm trở lại thì nó, bây giờ đấy là cái kinh nghiệm. Mình phải kiểm tra cái, tại vì khi mà đó thì cái, khi mà biết cái property đó thì mình phải đi xem là nó cái floor plan của nó có extra được zoom không, nó có thêm được ensuite hay không, thì Naomi phải làm thêm một phòng nữa, thêm một phòng nữa cộng với trong cái phòng đấy thì có nhà tắm nữa. Đó, thì gần như là nó thêm cái giá trị, nó tăng cái giá trị lên và mình renovate toàn bộ cái nhà nó mới tinh à. Đó, thì nó mới được cái giá trị nó mới tăng lên, thì để và cái phù hợp, cái thích hợp để khách hàng mình mua. Đó, thì đấy là một trong cái, nhưng mà tất nhiên là không phải lần đầu tiên Naomi đi bid mà được bid ngay và mình bid thắng ngay. Rất là nhiều 4 tháng trời Naomi đi xem và gần như là học hỏi kiến thức, nghiên cứu trước, và đến tháng thứ 5 thì Naomi mới bắt đầu bid. Nhưng mà mình bid cũng có rất là nhiều tuần mình bid là mình trước khi mình vào bắt đầu phòng bid rồi. Là các bạn anh chị ơi, nó bối cảnh nó emotion lắm, và nó cứ đến giờ cuối rồi
đấy là mình gần như là mình không thể quyết định được là cái giá đâu. Nên là trước khi vào ấy, là team của Naomi đã phải định giá là ok, cái này maximum là 300 đó, maximum là 300 thì không thể biết, nếu mà trên 300 thì đi ra chứ không biết hơn. Tại vì sao? Bởi vì biết hơn thì thứ nhất là mình không, cái giá trị này nó hơn cái giá trị rồi thì nó không, mình sau khi mình sửa chữa mình sẽ không được lời đấy, thì mình sẽ không biết hơn. Nên chính vì vậy là mình đã quyết định cái giá trước khi mình bước vào phòng. Nhưng mà rất là nhiều lần thì cái plan Naomi chọn vào để mình biết cái lot đó, thì nhưng mà người ta mua rồi, người ta, những người của người ta biết hay hơn mình, thì mình thì Naomi cũng ra nói chuyện với người ta, và mình thứ nhất là mình học hỏi đấy, đấy là tất cả một quá trình mình học hỏi tại sao người ta lại biết cái giá cao hơn mình, người ta có cái kế hoạch gì không. Và mỗi một lần học hỏi thì người ta đều có những cái plan, người ta có idea, thì họ chính vì vậy họ có plan và họ nghĩ rằng có lợi nhuận hơn. Thế tất ở đấy không ai người ta biết bừa đâu các anh chị ạ, không phải ai người ta cũng biết bừa đâu. Người ta đều nghiên cứu, người ta đấy là công việc full time của người ta trước khi người ta vào đấy. Lên nói chuyện với người ta, networking cũng thế, trước khi vào plan là phải networking và làm tất cả mọi thứ. Thì đấy là tất cả cái kinh nghiệm mà Naomi đã học hỏi được sau cái 10.000 giờ gọi là nghiên cứu và gần như thực hành và đi sâu và để ra được cái lợi nhuận đó. Thì nó cũng rất là mất rất là nhiều thời gian để đi vào auction. Đấy thì anh chị là thực sự mà coi, thì Naomi nghĩ là nó một cái thực chất là một cái business nó rất là có nhiều cơ hội nếu anh chị thực sự có thời gian. Thì thực sự có thời gian và thực sự yêu thích về bất động sản để đầu tư, thì Naomi nghĩ là rất là tuyệt vời nếu anh chị đi. Nếu các anh chị đang gặp khó khăn về vấn đề đặt cọc, đang không biết là mình có tiền đặt cọc để mua ra auction không, đang gặp khó khăn về vấn đề mortgage, mình phải chuẩn bị mortgage trước nhá chứ không phải để sau đấy. Và thứ ba là nếu anh chị đang muốn mua nhà nhưng mà không biết từ đâu đến đâu, muốn đầu tư thêm mua cái buy to let hoặc commercial, không biết từ đầu đến đuôi, thì tất cả là với những kinh nghiệm của Naomi thôi. Có thể rất là nhiều các anh chị ở đây có nhiều kinh nghiệm hơn Naomi đúng không ạ? Vâng, thì Naomi có thể gọi cho Naomi đặt lịch ở trong cái page hoặc của Naomi, thì mình sẽ được ngồi với nhau Zoom hoặc nói chuyện, rất là, nếu mà ở đây mọi người không gặp được trực tiếp thì mình có thể Zoom với nhau để cho mình có một cái plan có lên đầu tư cái nhà này hay không, với cái giá trị này hay không. Thì hy vọng là mọi người sẽ, đây là thời điểm tuyệt vời để các anh chị đầu tư bất động sản, thì đây cũng là thời điểm tuyệt vời để mọi người nghiên cứu bất động sản để đầu tư cho mình cái ngôi nhà tuyệt vời nhất. Và hẹn mọi người ở cái video lần sau, và cảm ơn mọi người rất là nhiều để xem live video YouTube của Naomi. Nhớ like, share và subscribe nhé, và hẹn mọi người ở topic lần sau. Bye bye.